Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tiếp tục series đi cắm hoa nha. Và phân loại hoa của mình hôm nay sẽ bao gồm hoa cúc đồng tiền kết hợp cùng với hoa cúc vàng. Mọi người cùng mình theo dõi hết video để xem sản phẩm của mình nhé. Và hôm nay thì mình sẽ kết hợp cùng một cái lọ hoa màu xám này nha mọi người. Và mình sẽ cắm hoa cúc đồng tiền trước mọi người nha. À, đây là những cái sản phẩm hoa mà các bạn có thể tham khảo để deco trang trí và trưng bày mọi người nhé. Hoa thì cũng rất là xinh mọi người này, giá thành thì rất là rẻ và một điều quan trọng là các bạn có thể sử dụng được rất là lâu mọi người nhé. Và mình đã cắm xong phân loại hoa cúc đồng tiền của mình rồi các bạn nhé. Tiếp tục thì mình sẽ cắm đến hoa cúc vàng. Hoa này thì có thể dễ dàng mua được ở những cái cửa hàng người ta bán hoa giả, hoa nhựa, hoa deco mọi người nhé. Các bạn có thể tham khảo những cái phân hoa loại hoa này ở trên các cửa hàng hoặc là các bạn cũng có thể mua ở trên Shopee nha. Ở trên Shopee thì các bạn chỉ cần gõ tên phân loại hoa giống như ở trong video mình đã giới thiệu thì nó sẽ ra rất là nhiều cái hình ảnh kèm với giá và màu cho các bạn lựa chọn nha. Rất là xinh luôn mọi người ạ. Những cái sản phẩm hoa như thế này thì được làm chủ yếu là bằng lụa và nhựa nên là nó sẽ rất là bền mọi người nhé. Nó không những bền mà nó lại còn rất là xinh mọi người ạ. Nó có lúc nào màu của nó cũng đậm như thế này mọi người này, nó sẽ không được thay màu này. Trừ khi mà các bạn deco ở ngoài trời nó bị ảnh hưởng bởi mưa gió, mưa nắng thì nó mới bị phai màu nha mọi người. Còn nếu như các bạn mà deco ở trong nhà thì các bạn có thể sử dụng rất là lâu với những con loại hoa rất là rẻ như thế này. Rẻ nhưng mà cũng rất là xinh mọi người nhé. Hoa thì cũng khá là đậm màu này và màu sắc thì rất là nhiều các phân loại màu sắc cho các bạn lựa chọn này. Cho nên là phân loại hoa này thì xứng đáng điểm 10 chất lượng nha mọi người nha. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là một lọ hoa rất là xinh mọi người này, được kết hợp từ hai phân loại hoa với hai tông màu sắc chủ đạo, đó là màu đỏ và màu vàng các bạn nha. Và thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu hoa này của mình hoặc là các bạn có thể tham khảo phong cách cắm hoa của mình dùng để cắm lọ hoa để bàn, để cô nhà, để cô tiệc, để cô sự kiện mọi người nha. Và những cái phân loại hoa này thì các bạn có thể dễ dàng mua được nhé. Giá thành của nó cũng rất là rẻ, 25.000 đồng cho một cành từ 8 đến 10 bông hoa như thế này nha mọi người.
Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe, đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.